Lao động trên tàu cá lâu nay vốn đã thiếu, nay lại càng khan hiếm trầm trọng, nhất là đối với những vùng biển đang là điểm nóng dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, trong tháng giáp Tết này, các tàu cá đồng loạt vươn khơi, hầu như chủ tàu nào cũng gặp khó trong việc tìm đủ người đi biển, kéo theo hàng loạt hệ lụy. Có thể nói, mối quan tâm hàng đầu vào lúc này ở vùng biển là làm sao để các tàu cá có đủ lao động để nhanh chóng bám biển. Để có đủ 6 lao động trên tàu cá, quả thực là chuyện không dễ dàng đối với ông Quang, chủ của con tàu trên 400 CV này. Nhưng dù sao, ông cũng may mắn vì cuối cùng đã tìm đủ người đi biển. Tàu cá của ông đã bám biển hơn một tháng nay. Trong khi đó, hàng loạt chủ tàu nhiều tuần nay đã phải ngược xuôi tìm lao động đi biển. Nhưng kết cục, không phải tàu cá nào cũng có đủ người để mở biển. Cái ông nó không ra bởi vì làm cũng ngoài thu nhập cũng được bao nhiêu là bàn nó không đủ được đời sống của bàn là bàn nó không đi. Chuyện thiếu ngư dân đi biển đã kéo dài từ nhiều năm qua. Nhưng năm nay, sau khi các vùng biển cũng là điểm nóng của dịch COVID-19, thì tình hình lao động ở vùng biển càng thêm bị xáo trộn. Nhiều chủ tàu đã có được mối quan hệ với người lao động ở các địa phương khác. Song sau dịch, nhiều lao động đã không quay lại để xuống tàu vươn khơi. Buộc lòng, các chủ tàu phải mua lao động, theo cách nói của người vùng biển. Mua bạn là ví dụ một tháng 7 triệu hay là 8 triệu gì đó. Nếu vì mình đi vô mà mình không đủ tuổi là mình phải chung đủ cho người ta. Mình mua bạn mà. Việc ứng trước tiền công 7 triệu đồng cho một người lao động tham gia chuyến biển đã khiến cho các chủ tàu đứng trước khó khăn chi phí chuyến biển. Nhưng đây vẫn là cách duy nhất để giữ chân người đi biển. Cũng để hỗ trợ ngư dân tháo gỡ khó khăn, 28 tỉnh, thành phố ven biển đều quan tâm đến việc tổ chức tiêm vaccine cho ngư dân đi biển. Như ở tỉnh Khánh Hòa, với hơn 700 tàu khai thác xa bờ, thời gian qua, việc tiêm vaccine cho ngư dân được tổ chức lưu động ngay tại cảng cá. Vướng là vướng cái nguồn lao động khi mà tổ chức khai thác trở lại. Thì cũng về phía ban quản lý cảng này, chúng tôi cũng nắm bắt được cái việc đó và cũng tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận cái liều vaccine. Thì cũng phải nói là đến thời điểm này thì những cái bà con lao động hoạt động ở tại cảng thì cũng đã tiêm đủ 2 mũi. Tuy nhiên, về lâu dài, chỉ có nâng lợi nhuận chuyến biển, tăng thu nhập cho ngư dân thì mới thu hút được lao động đi biển. Cũng như mọi năm, tháng chạp, giá hải sản đã tăng khoảng 30% so với những tháng trước. Nhiều ngư dân hy vọng khi chuyến biển có lãi sẽ thu hút lao động đi biển, giảm bớt căng thẳng trước cơn sốt khan hiếm lao động biển đang lan rộng.